Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin số và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tất cả các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu bắt buộc phải xác thực bằng khuôn mặt vân tay. Các doanh nghiệp Việt Nam bị tấn công mạng, đánh cắp mật khẩu nhiều nhất Đông Nam Á. Các nhà mạng viễn thông tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi điện thoại 2G lên 4G. Thưa quý vị và các bạn, VEX Robotics là cuộc thi chế tạo robot lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên, quy tụ hàng trăm đội tuyển robotics ở lứa tuổi thiếu niên tại các quốc gia tham dự. Năm 2024 là năm thứ hai Việt Nam tham dự giải và đã có 6 trên 12 đội thi đạt giải. Cuộc thi VEX Robotics vừa diễn ra tại Dallas, Mỹ với hàng chục nghìn học sinh đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam có 12 đội tham gia, trong đó 8 đội thi đấu tại bảng EQ dành cho học sinh dưới 15 tuổi và 4 đội thi đấu bảng V5 dành cho học sinh trung học phổ thông dưới 19 tuổi. Năm nay là năm thứ hai các học sinh của Việt Nam tham dự giải. Các đội Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn. Các gian hàng của các đội chơi Việt Nam đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Kết quả chung cuộc, Việt Nam có 5 đội đạt giải tại bảng EQ và 1 đội đạt giải tại bảng V5. Thành tích của các đội tuyển vượt trội chỉ sau 2 năm dự giải. Học sinh Việt Nam nắm chọn các vị trí trong top 10 mà vốn chỉ có các đội tuyển từ Mỹ hay Trung Quốc nắm giữ. Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam vừa công bố khởi động chìa khóa vàng, chương trình bình chọn các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc năm 2024. Chương trình sẽ nhận hồ sơ từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2024. Năm 2024 là lần thứ 8 chương trình chìa khóa vàng được triển khai. Chương trình nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc tiêu biểu, góp phần hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược Make in Việt Nam của Chính phủ. Chương trình tổ chức theo hai hạng mục gồm hạng mục dành cho sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin và hạng mục bình chọn dành cho các doanh nghiệp an toàn thông tin tiêu biểu. Qua 8 năm tổ chức, danh hiệu chìa khóa vàng đã được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy dành cho các sản phẩm, giải pháp và doanh nghiệp an toàn thông tin. Dự kiến, lễ công bố và trao danh hiệu chìa khóa vàng năm nay sẽ được Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam tổ chức vào tháng 10 năm 2024 tại Hà Nội. Theo quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tất cả giao dịch ngân hàng có giá trị trên 10 triệu đồng sẽ bắt buộc phải kiểm tra khuôn mặt của người giao dịch với khuôn mặt chủ tài khoản khi mở tài khoản. Theo quy định, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng và tổng số tiền chuyển các lần trong ngày không quá 20 triệu đồng thì xác thực bằng mã OTP. Nếu khách hàng chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc đặt tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng, phải xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay. Nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng một lần, nhưng tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng một ngày, phải xác thực bằng khuôn mặt vân tay. Như vậy, khi quy định này được thực hiện, kể cả khi khách hàng lỡ chuyển tiền vào tài khoản của kẻ lừa đảo rồi thì cũng có thể lấy lại tiền. Trường hợp kẻ gian dùng tài khoản của mình để chuyển tiền thì cơ quan công an sẽ nhanh chóng xác định được danh tính qua đối chiếu với thông tin trên căn cước gắn chip. Hãng Kaspersky vừa cho biết đã phát hiện và ngăn chặn gần 61,4 triệu cuộc tấn công brute force nhắm vào các doanh nghiệp ở Đông Nam Á trong năm 2023. Trong đó, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan là ba quốc gia ghi nhận số vụ tấn công mạng để đánh cắp mật khẩu cao nhất trong khu vực. Tấn công brute force là hình thức đoán mật khẩu hoặc khóa mã hóa bằng cách thử tất cả các tổ hợp ký tự có thể theo một hệ thống cho đến khi tìm ra tổ hợp chính xác. Nếu thành công, kẻ tấn công có thể lấy cắp được thông tin đăng nhập vào người dùng. Theo báo cáo của Kaspersky, trong 61,1 triệu cuộc tấn công brute force nhắm vào các doanh nghiệp ở Đông Nam Á trong năm 2023, thì Việt Nam ghi nhận nhiều nhất với gần 26 triệu cuộc, tiếp đó là Indonesia với 11,7 triệu cuộc và Thái Lan là 10,2 triệu cuộc. Tấn công brute force là mối đe dọa tiềm ẩn mà các doanh nghiệp không thể xem nhẹ. Việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để trao đổi dữ liệu nhân viên làm việc trên máy tính cá nhân, mạng Wi-Fi công cộng, tiềm ẩn rủi ro và các công cụ truy cập từ xa vẫn luôn là vấn đề đối với đội ngũ an ninh mạng doanh nghiệp. Năm 2024, Việt Nam sẽ dừng hoàn toàn công nghệ 2G. Các điện thoại chỉ hỗ trợ mạng 2G sẽ không hoạt động được. Nhằm đảm bảo lộ trình tắt sóng 2G, hiện các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng chuyển đổi điện thoại 2G lên 4G.
Theo thống kê, trên địa bàn huyện Quảng Xương còn khoảng 13.500 thuê bao Viettel 2G, trong khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là tới thời hạn tắt hoàn toàn sóng 2G. Do vậy, thời gian này, Viettel chi nhánh Quảng Xương đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cho người dân chuyển đổi nâng cấp SIM 2G lên 4G, đồng thời giới thiệu các chính sách ưu đãi để bà con có thể đổi hoặc mua máy điện thoại mới dùng sóng 4G với giá rẻ. Như bác lâu nay bác dùng cái cục gạch ấy để cho tiết những cái việc là ra đồng là làm việc thì nó rơi rớt cũng không có vấn đề gì. Được cái sự hỗ trợ của Viettel là về máy thông minh ấy, mà có cái mức độ là ưu đãi 50% cho người dân ấy, thì các bác cũng rất mừng. Ở huyện Quảng Xương ấy là cái người dân mà đang sử dụng cái dòng máy 2G đấy thì rất là lớn, đặc biệt là khu vực Bãi Ngang và ven biển. Thuộc vào hai đối tượng, một là người lớn tuổi và hai là các ngư dân đi biển. Đấy thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng hỗ trợ được tương đối là nhiều. Thế trung bình một quý thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ được tầm khoảng từ 500 đến 700 cái lượng máy mà 4G giá rẻ cho bà con ở khu vực trên toàn huyện. Lợi thế của Viettel là đã phủ sóng 4G rộng khắp đến tất cả vùng nông thôn miền núi, biên giới, hải đảo xa xôi. Tuy nhiên, đa phần người dân ở các khu vực này có mức thu nhập còn thấp. Do vậy, Viettel đã có những chính sách hỗ trợ khách hàng được mua điện thoại 4G với giá 0 đồng khi cam kết sử dụng gói cước của Viettel từ 6 tháng trở lên. Hoặc khách hàng được giảm giá tới 50% khi mua một số dòng máy điện thoại 4G mà Viettel cung cấp mà không cần cam kết sử dụng gói cước. Đến nay, Viettel Thanh Hóa đã hỗ trợ người dân chuyển đổi hơn 60.000 máy điện thoại 4G. Những hỗ trợ này nhằm thúc đẩy người dân tiếp cận và sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn. Việc chuyển dịch lên 4G nhằm giúp người dân có thể truy cập Internet tốc độ cao, tiếp cận các dịch vụ số đa dạng và thuận tiện hơn. Nhu cầu thì cần nhiều, những cái điều kiện kinh tế thì nó cũng chỉ có ở chừng mực nào đó thôi. Nên là thật sự mà nói mà được mà như là các cái chương trình mà làm để rồi mà nâng cấp cái vấn đề mà điện thoại thông minh cũng như là các cái hoạt động về mạng đấy thì là nó rất chi là bổ ích cho vấn đề là cái hoạt động cũng như là cái chỉ đạo của thôn. Đấy thì chúng tôi kết hợp cùng với chính quyền địa phương công trong công tác tuyên truyền đấy, vận động người dân để làm sao đó là thay đổi cái nhận thức của người dân về các cái tiện ích mà cái máy 4G cũng như Internet mang lại cho người dân. Cùng với chính quyền thì chúng tôi đang có các cái chương trình trợ giá máy với chi phí rất là rẻ để cho bà con nhân dân có thể là sử dụng được, chuyển đổi được, để phục vụ cái công tác chuyển đổi số tại địa phương và cũng là mong muốn là phổ cập các cái dịch vụ Internet cũng như là máy 4G đến người dân trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 8 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cung cấp các dịch vụ viễn thông Internet và truyền hình qua mạng viễn thông. Trong đó, VNPT Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa và Mobilephone Thanh Hóa chiếm khoảng 90% thị phần dịch vụ viễn thông toàn tỉnh. Cùng với Viettel thì các nhà mạng VNPT và Mobilephone cũng đang tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ người dân chuyển đổi điện thoại từ 2G lên 4G như miễn phí đổi SIM 2G lên 4G, giảm giá cước, hỗ trợ giá máy điện thoại 4G. Hiện tất cả các nhà mạng đã và đang tích cực triển khai kế hoạch thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình. Trước khi thực hiện tắt sóng 2G, Mobifone là có những cái phương án đánh giá cái mức độ ảnh hưởng đến người sử dụng. Thông qua đó thì cũng có những cái phương án để hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ máy 2G lên 3G, 4G, tạo ra những cái gói cước mobile data để phù hợp nhất với từng cái phân khúc cái người dùng để đảm bảo cho khách hàng có những cái trải nghiệm tốt nhất trên cái không gian số. Bộ phận chăm sóc khách hàng tại các huyện thị thành phố thì sẽ trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn khách hàng thay thiết bị từ 2G sang sử dụng được 3G, 4G. Khách hàng sẽ được hỗ trợ về sử dụng data 4G trong thời gian 1 tháng khi mà khách hàng chuyển đổi từ 2G sang 4G. Quyết định tắt sóng 2G là bước quan trọng thúc đẩy chính quyền điện tử, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Để việc tắt sóng 2G không ảnh hưởng tới người dân, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ chuyển đổi điện thoại thông minh, ưu tiên cho hộ nghèo và cận nghèo với mục tiêu đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong lộ trình tắt sóng 2G. Bản tin số và công nghệ xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.